A à, Hỏi bài miễn phí trả lời tức thì vào thư viện ăn tải ngay A Cô xin chào các em Hôm nay cô trò chúng ta sẽ đến với bài Trình bày ý kiến về những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng Và trước khi nói thì các em lưu ý Hãy chuẩn bị nội dung nói Bằng cách viết ra giấy các ý chính của bài nói thành dạng dàn ý và các em có thể tham khảo một số gợi ý sau. Giới thiệu khái quát suy nghĩ của em về bản chất và vai trò của những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Chỉ ra được những hoạt động thiện nguyện tiêu biểu như đóng góp tiền của, tham gia hoạt động cứu trợ. Đối tượng được giúp đỡ có thể là người gặp nạn vì thiên tai hay dịch bệnh, người già không nơi nương tựa, người khuyết tật, trẻ mồ côi và hãy nhấn mạnh một số ý nghĩa quan trọng của hoạt động thiện nguyện như giúp cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống được tốt đẹp hơn, còn lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp tới cộng đồng, góp phần làm cho xã hội ngày càng trở nên văn nhân văn thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Rồi, sau khi mà chúng ta viết ra giấy những ý chính thì bây giờ hãy đánh dấu những chỗ cần nhấn mạnh, những từ ngữ then chốt, những câu quan trọng mà khi trình bày không thể bỏ qua như câu giới thiệu khái quát suy nghĩ của em về ý nghĩa quan trọng của hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng những từ ngữ thể hiện suy nghĩ của em trước những hành động và việc làm cụ thể của các cá nhân tổ chức cộng đồng những câu nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của các hoạt động thiện nguyện và cuối cùng là các em hãy chuẩn bị tranh ảnh đoạn phim ngắn bài hát liên quan đến các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng nếu mà có nha Bây giờ chúng ta sẽ bước đến phần tập luyện. Thì để nói tốt thì các em cần phải tập luyện trước khi trình bày trên lớp. Em có thể tập luyện trước bạn bè nè, người thân và lắng nghe góp ý của họ để rút kinh nghiệm nhằm hoàn thiện bài nói. Và em cũng có thể đứng trước gương và tập nói một mình. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài nói. Và khi trình bày thì các em cần lưu ý. Đầu tiên là nhớ đi vào trọng tâm vấn đề trình bày, chia sẻ với người nghe suy nghĩ của em về những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng và các ý trong bài nói thì cần được trình bày một cách mạch lạc, rõ ràng. Thứ hai là trình bày bài nói theo các ý đã chuẩn bị, mở đầu thì nên giới thiệu rõ ràng, mạch lạc để người nghe nắm được suy nghĩ của em về vấn đề cần trình bày. Ở phần nội dung chính thì cần chú ý tập trung vào việc trình bày một số hoạt động tiêu biểu để làm nổi bật ý nghĩa của hoạt động thiện nguyện nói chung và không nên sa đà vào việc liệt kê quá nhiều những hành động cụ thể. Kết thúc bài nói thì cần khẳng định lại tầm quan trọng của các hoạt động thiện nguyện. Đồng thời, có thể liên hệ để rút ra được bài học cho bản thân mình. Và nhớ là lúc nói thì chúng ta cần phải điều chỉnh giọng nói, tốc độ nói cho phù hợp với nội dung bài nói nha. Cuối cùng là sử dụng ánh mắt, nét mặt, cử chỉ, điều bộ phù hợp, thể hiện sự tương tác tích cực đối với người nghe. Sau khi nói thì ở về phía người nghe, thì các em hãy trao đổi bài nói với tinh thần xây dựng và tôn trọng. Có thể trao đổi theo một một số nội dung như sự nổi bật của vấn đề được trình bày, sự phù hợp của các lý lẽ bằng chứng được sử dụng, những điều khiến cho em xúc động hoặc có ấn tượng sâu sắc trong bài trình, bài trình bày của bạn, sự phù hợp của việc sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ như là cử chỉ, điệu bộ, nét mặt với nội dung của bài trình bày. Và cuối cùng là một số điểm có thể bổ sung để phần trình bày trở nên hoàn thiện hơn. Còn về phía người nói thì các em hãy lắng nghe từng ý kiến và phản hồi người nghe với tinh thần cầu thị. Như là cảm ơn sự đồng cảm của bạn và có thể chia sẻ thêm lý do khiến cho em chọn nói về những điều này. Hoặc trao đổi lại các ý kiến phản biện, bảo vệ ý kiến của em nếu mà em thấy cần thiết và tiếp thu những ý kiến mà em cho là hợp lý. Và như vậy là chúng ta vừa soạn xong bài trình bày ý kiến về những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Cô xin chào các em nha và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo. Khóa học về rách sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của việt rách.